Dạ, Thiên Nhân Bốn Phương mến chào quý bà con, rất vui được gặp lại quý bà con cầu vượt cao tốc ở xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Và chúng ta đi thẳng lên trên đó là đi về thành phố Vị Thanh. Đây là huyện Vị Thủy và cầu vượt cao tốc giai đoạn 2 Cần Thơ Cà Mau, đúng không bà con? Thì ghi nhận mình thấy là sắt thép được kết cấu thành những cái hình là lan can rồi giải phân cách. Dưới gầm cầu thì cũng còn đang dọn dẹp, trên đó thì đang làm công trường trên mặt cầu đang thi công. Đó, có tấm che chắn sợ rơi dãi. Ở đây là Vị Thắng, huyện Vị Thủy, Hậu Giang con ha. Chúng ta sẽ lần lượt tìm vào những cái vị trí quan trọng là vào đường dẫn. Đi vào đường dẫn ha. Thì hôm nay là ngày 18 tháng 5. Thì nhân cập nhật thông tin mới để đến với bà con xem cầu vượt cao tốc nha. Đó. Rồi mình sẽ tiếp tục bà con ha, mình tiếp tục mình để mình cập nhật thông tin mới theo đường cao tốc. Cầu vượt nè bà con, nó hướng về trên Hậu Giang thì Vị Thủy, Vị Thanh. Mình cập nhật thông tin mới đến quý bà con xem hôm nay cầu vượt mình như thế nào. Chiếc xe Honda chở thêm chiếc xe điện rồi. Đây đang đổ cái móng cầu tiếp tục nữa. Đây nè, đang đổ móng. Công trường đang thi công thì mình cũng không có quay gì nhiều được nha bà con. Mong quý bà con thông cảm cho mình ha. Đó là đi về Vị Thanh rồi con ha. Trời giờ đang chuyển mưa dữ lắm rồi. Đó thì dầm cầu ở đây thì ấy rồi, nhưng mà đây người ta đang làm nha. Cái mới. Đây là nhịp dẫn. Dẫn mới á. Đây. Đây thiết bị đang đóng cọc, chuẩn bị hết trơn. Cái chỗ này thì chưa gắt dầm cái nhịp này. Nhịp này cũng đang làm nè bà con. Đó, ở trên đó thì mình thấy là sắt đang kết cấu lại những cái lan can giải phân cách. Đó bà con. Ở phía dưới này thì có rất nhiều anh đang làm công việc ở dưới giả cầu nha. Mình chia sẻ thông tin mới nhất về cầu vượt. Mình vô tới ngay chỗ người ta bơm cát dữ dội luôn nè. Ở phía trong đó thì công trường đang thi công ở trong đó. Ở đây người ta bơm cát, người ta đầm nén khá là nhiều luôn. Ống dẫn cát người ta còn để cái đống luôn. Ở hướng đó là hồi nãy mình đi vô là đi về Vị Thủy. Tỉnh lộ đang bắt cầu vượt ngoài đó nha. Mới nãy là mình đang đi trên đường đó đi vô đây.
nhưng mà các anh đang thi công, cho nên mình đây là mình đi quay lén bà con, cho nên nãy mình đứng đó mình quay rồi bắt đầu mình đi vô ông này thì mình tắt máy mình chạy vô này để mình cho bà con xem. Đây là khu vực cát, người ta bơm cát á. Người ta bơm cát rất là nhiều. Và đây thì đi thẳng vô trong cái hướng đó là về Cần Thơ. Đi thẳng luôn qua quốc lộ 1 của xã Long Thành, huyện Phụng Hiệp luôn ha. Cầu vượt nhiều lắm, cầu vượt ngang tỉnh lộ và kinh lớn nhiều lắm. Kinh nhỏ, kinh lớn nhiều lắm bà con. Công trường thi công thì mình không có quay phim chụp ảnh được đâu. Mấy anh là đây là cái tình trạng mình đang quay lén, mình đứng từ xa. Nếu có điều chi sơ sót thì mong bà con thông cảm cho mình. Bữa nãy là xe trong đó người ta xúc cát, người ta đổ người đó, rồi giờ chắc nghỉ trưa đó. Tầm bây giờ là cũng khá là ấy rồi, khá là trưa rồi. Dạ nhân đang đứng ở vị trí tuốt ở phía trong này, đường hướng này là hướng về Cần Thơ được luôn nè bà con. Ở đây thì nhận thấy có xe lưu, xe ủi. Đây là cao tốc đường về Cần Thơ được nè. Và ở đây mình quay trở lại đây thì mình đi về Di Thanh. Đó mình đi ra ngoài cầu vượt rồi đi về Di Thủy. Thì mình ở đây có xe ben đang chở cát vô để đổ đường dẫn. Mới nãy là mình thấy các anh đang thi công những chiếc xe ben chở đất cát vô để đổ đường dẫn thi công trường trong đây. Đó, đây chạy vô trong đó bắt đầu cái đi xuống dưới cái chỗ đó chiếc xe ủi đó. Chiếc xe đang ủi đó. Nè, mình dùng máy lại đó. Chiếc xe ben này chạy vô đó rồi bắt đầu cái quẹo xuống dưới đó để đổ đường dẫn xuống đó đó. Ở đây thì xã Vĩnh Thạnh. Bữa nay mình có nghe một người dân nói là xã Vĩnh Thạnh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Muốn biết thêm thông tin chính xác để nhân gặp một người để nhân hỏi thăm. Vì đây cũng di giáo mới đầu tiên nhân quay ở cao tốc cái đoạn này. Ở đây thì mình đi thẳng về Cần Thơ luôn đó mọi người. Nói bây giờ xe ben tới cái chỗ đó thì xe ben đậu lại. Nó chờ chiếc ủi dưới đó, ủi. Rồi bắt đầu mới là ủi xong rồi đầu chiếc xe ben này vô. Có chiếc xe lưu nữa kìa, rồi người ta đậm nén. Ở đây thì mình thấy bơm cát là quá nhiều bơm cát luôn nè, đã giải địa đợt 2 luôn nè. Nè này bơm cát đợt 1 xong rồi đồng hoàng người ta lên một đợt nữa nè. Đó xe ben vô tới đó thì đợi. Bây giờ là trời chứng mưa cũng khá đen trời nè. Đen trời rồi bà con ha. Bây giờ là mình quay trở lại điểm đầu mình đi vô là ngay chỗ cầu vượt. Vì mình chạy thẳng vô trong này. Chạy thẳng vô trong này để mình cập nhật thông tin mới. Rồi giờ mình quay trở ra từ từ để cho bà con xem.
ở đây người ta đang bơm cát khá là nhiều. Những cái tấm dải địa được trải lên trên những cái ống đó, ống dải đó không? Bà con có biết người ta đang làm gì đó gì không? Cái đó kêu bằng tên gọi nó là gì không? Bà con nhớ chỉ cho mình á, bình luận phía dưới cho mình để mình xin học hỏi thêm. Cái đó lần đầu tiên mình cũng không biết. Với sự đam mê của dì Déo cho bà con Sài Gòn thì cái gì mình không biết là mình hỏi. Xe đang đây nè, cái hình nó vậy nè bà con, trải cái nhét nhét bấm bấm mấy cái ống nó xuống dưới đó rồi đồng bằng cái là mới là đưa cái lên nè, nó bấm bấm xuống vậy đó, gọt đầu mới đưa cái tấm dây điện lên. À, mọi người nhìn thấy một cái ống như vậy là không phải ấy đâu, bấm là bấm ngay chỗ cái co phía dưới á, nó có một cái ống nhỏ hơn, người ta bấm người ta để dưới, mình không biết là gì luôn. Cái này đáng học hỏi nha, mình đáng hỏi, xin bà con chỉ cho mình ha. Đây là cái cơ giới người ta đang lắp ráp lại những cái máy hiện đại, máy khoang này kia rồi. Nè, người ta ấy ra xong đồng hoàng, người ta lưa lên một số cát vậy đó, để cái ống dưới đó đồ đồ người ta đưa trải dải địa lên, người ta đưa lên số cát. Xe ben chạy đúng luôn, bơm cát khá là nhiều luôn, ống dẫn vô tới đây luôn mà nhiều cái máy đập bơm dẫn chiền gọi là bơm chiền nhiều lắm, bơm chiền đập nhiều máy lắm. Mấy cái đá này mà mình chạy lẹ là trật té nha. Có không? Về là có cá vô hôm nay. Dễ gì? Đặt cái giếng chơi bắt cá luôn. Dạ. Cái gì? Chỉ cần cái mua cá, để người ta để cái giếng đó, chứ không phải ta đặt
xe ben rồi. Đây chiếc xe này là chở cát vô nãy vô hút túc ở trong đó giờ chạy ra. Wow, đây là cái mô hình gì ta, dữ dội vậy. Quá chừng thôi rồi. Ở dưới đó cái nồi nhà yến à, cái mô hình này chắc mô hình chăn nuôi quá, cái trại chăn nuôi của người ta quá. Không phải à, ở trên này thì cái gì à, không phải trại chăn nuôi bà con ơi. Cái này là mình đứng xa xa thì mình thấy không phải trại chăn nuôi nghe. Cái này là cái gì điện gì đó, điện ánh nắng mặt trời á, là gọi là gì đó. Quá nhiều luôn nè. Mình tưởng nó là chăn nuôi chứ. Điện là nguồn điện của lấy từ ánh nắng mặt trời. Ở đây là đang chờ bơm cát thì có trải dải địa xuống rồi. Nước quá nhiều luôn. Dặn lưới nữa kìa, quý có cá không, chắc có cá nữa nha. Trời mưa này ưa lên ta dặn lưới ra mấy chỗ này chắc có cá. Quý có cá không, dặn lưới ở trong cao tốc luôn, coi chừng có cá. Có cá chứ. Có cá luôn hả anh Hai ha? Này cá vô. Ở đây mấy tháng này, cái năm nay rồi. Dạ. Dạ. Kệ dân lưới rồi kiếm cá rồi cũng được. Chỗ mình kêu bằng cái xã gì vậy anh Hai? Dạ, xã Dị Thắng. Xã gì? Dị Thắng. Xã Dị Thắng, huyện Dị Thủy. Dạ. Dạ, huyện Dị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Xã Dị Thắng, huyện Dị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Rồi, cảm ơn anh Hai. Dạ. Cái này mà có cây mưa chắc có cá đó. Còn có cá lên theo mấy anh kinh. Xã Dị Thắng, huyện Dị Thủy. Ở đây là bơm cát quá nhiều. Mấy trong kia thì xã những đây thì khác xã Dị Thắng để bơm cát lên. Đây cái đường ống bơm cát đây xa lắm. Đây cơ giới người ta đang lu đóng cọc nhồi nữa. Đang thi công ngay chỗ cục nhồi, ngay chỗ cái con kênh này nè. Ở đây cầu dân sinh. Cục nhồi.
Ý. Đây các anh đang thi công. Kết cấu những khúc sắt thép xong hết trơn. Anh đang thi công nó còn. Trời nắng chang chang luôn ha. Anh đang hàng ngoài kia rồi. Rồi đang làm những cái cửa chui nè. Đây là cửa chui đi qua bên đấy. Đó. Đang làm đó các. Đây là cửa chui. Đang làm cửa chui đi qua nè, theo thông thư đường vệ sinh như thế này nè. Ta có cửa chui. Thì đây các anh đang thi công. Cái xe này thì đang ở đây múc cát rồi xe ben để xe ben chở đi đổ cho khác. Đang bơm cát luôn. Đang bơm cát nè. Đây nè, người ta bỏ mấy cái ống này xuống rồi bắt đầu cái người ta trải giải lên vậy đó. Rồi bắt đầu người ta tiếp tục ta bơm cát lên. Đây là xe đổ cát lên đây, bắt đầu cái chiếc xe lưu xe ủi ủi. Xe ủi ủi nè. Xe ủi ủi luôn. Trước thì đang có người ta đóng gì đó. Đóng những cái ống đó. Đó bà con. Đang làm những cái ống đó. Nó vậy đó. Cái hình nó như vậy đó. Xe chở cát vô thuốc ở trong đó nữa. Gặp cái anh đó mình cũng không dám hỏi. Dạ, thì nhân xin tạm dừng video. Hẹn gặp lại những video mới tiếp theo. Thì nhân xin chào tạm biệt quý bà con. Xin kính chúc quý bà con được nhiều sức khỏe. Dạ, xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.